Dạ, lời nói đầu tiên đầu dọc vlog xin mến chào quý ông bà cô chú và anh chị. Hôm nay em tới chia sẻ quán của vợ chồng Liệu bán buổi sáng chủ nhật của chú anh chị. Thì hiện tại bây giờ chắc khoảng 7 giờ của anh chị, 7 giờ 7 phút rồi của anh chị. Buổi sáng. Thì nãy giờ thấy đông quá thì em cũng đứng phụ. Tại hôm nay có chú Lai qua. Chú Lai qua phụ giữ xe buổi sáng, buổi chiều giữ anh chị. Thì hiện tại nãy giờ em thấy cũng có ba nhân viên mới, nhưng mà cũng làm thấy tạm được quý anh chị, tại vì mới công việc mới đó quý anh chị, cho nên là công việc nó chưa gành lắm, thì hơi lụp chụp, thì mong cô chú anh chị nào đến quán á, ăn có gì sai sót thì mong cô chú anh chị thông cảm nha. Thì hiện tại em thấy xa thì em thấy Liệu cũng đang trụng bánh, tại vì hôm nay đó là chị Lý với chị Năm bận công việc và bên cái tiệc cưới, cho nên là chị không có phụ, cho nên Liệu trụng luôn. Đây như thường lại có những cái món đó thôi anh chị, lụng Liệu trụng luôn. Đây là chị nhân viên mới. Bên kia là nhân viên mới, hai chị nhân viên mới luôn. Quý ông bà cô chú anh chị, tại vì hôm nay nãy giờ đông rất là đông, cho nên là khách bớt là em sẽ quay và chia sẻ đến cô chú anh chị xem thôi nha. Đó thì kiểu chú Lai chỉ đứng chú bắt khách rồi chỉ chú sắp xếp xe, Liệu thì ở trong đây để trụng bánh rồi giúp vợ nè, tại vì hôm nay chị Lý với chị Năm cũng không phụ bên nhà hàng rồi. Thì có 3 nhân viên mới, 1, 2, 3 chị nhân viên mới lên phụ, cho nên công việc cũng chưa gặp lắm. Coi để xe đó em nha. Thường quán Liệu sáng cuối buổi sáng rất là đông, buổi sáng bình thường cũng đông rồi, mấy ngày mà thứ nhất là chủ thứ bảy chủ nhật của anh chị rất là đông. Như thường lại thôi quý anh chị, những cái món vậy thôi, gà đuôi heo, có hôm thì buổi sáng không có đuôi heo, rồi gà giò rồi chặt, giò phanh, giò móng, tim, thịt, gà xé, bò viên.
xong hôm nay có chú Lai, với ba nhân viên mới cho nên cũng hơi rảnh đi xíu cô chú anh chị. À, đông lắm nha quý anh chị. À, giờ là trưa đó, mới còn sớm thôi. Giờ mới có như 7 giờ mấy à. À đúng rồi, 7 giờ mấy, 7 giờ 20 rất là đông. Đông luôn. Một mình chứ mà khách mà vô liên tục này nè quý chú anh chị thì đông quá thì em không chia sẻ những cái clip đó cho quý anh chị xem nha, tại vì có những cái vị khách hoặc là những cái mà em phụ á, cho nên là em không thể nào quay đến gỡ đến cho cô chú anh chị xem được, tại vì đông quá mà quán liệu là không kịp nha. Rồi em sẽ buông máy ra em phụ. Đây trong nhà cũng còn không còn bàn để ngồi. Chịu theo. À, cô chú anh chị, em thấy cái chị này cũng mới vô làm, chị làm thấy cũng được, mấy chị này làm cũng nhanh lẹ lắm cô anh chị. Cô chú anh chị nào đến mà ăn mà có sai sót thì mong cô chú anh chị hãy thông cảm nha. Ở đây là em chia sẻ đến cái quán của Liệu thôi, Liệu muốn bán như thế nào thôi. Liệu thì cũng làm tóc nọc. Quý ông bà cô chú anh chị mà đến đây ăn á, mà nó chậm trễ tí xíu hay là có gì sai sót á, thì cũng mong rằng cô chú anh chị hãy thông cảm giùm Liệu nha. Và quý ông bà cô chú anh chị có thể góp ý và để quán Liệu hoàn thiện thêm thôi nha. Dạ. Đây, cơ đông. Trong ngoài cũng là hết chỗ ngồi. Ở ngoài thì ngồi nó thoáng hơn quý anh chị. Đồng quá em cũng đứng qua một cái góc để em cố gắng chia sẻ đến cô anh chị chứ không dám làm phiền ai. Nhưng cô chú anh chị, tại nhiều cô chú anh chị muốn em chia sẻ nhiều clip của Liệu để quý ông bà cô chú anh chị xem thì em sẽ chia sẻ thôi. Liệu giỏi của anh chị, em thấy làm công việc nào Liệu cũng nhanh lẹ của anh chị ha. Nay có hai vợ chồng đi, anh Cường thì ngoài anh ghi to rồi anh tính tiền, Liệu thì chụng phụ vợ. Em
chị vô trong ngồi em lên chị. Trong ngồi đi cho mát. Trong ngồi bạn. Anh đang bán mà xe bít của anh chị qua bóp kèn nó hết hồn, giật. Dạ, những cái clip mà em chia sẻ về cái quán liệu của chú anh chị, thằng chú anh chị có mà nghe những tiếng ồn á, tại vì quán liệu nằm ngay quốc lộ 1A và tỉnh lộ 10, cho nên xe cộ chạy ngang rất là nhiều, cho nên hơi ồn. Tại vì em cũng chưa có đầu tư được hai cái mic của anh chị, em sẽ cố gắng để mà đầu tư hai mấy cái mic cho nó đỡ tiếng ồn cho quý anh chị xem đỡ nhàm chán nha. Đó, cô chú anh chị xem mà cũng thông cảm em. Cảnh rảnh em sẽ quay cho cô anh chị xem. Làm chống mặt luôn chị, lấy mấy giấy á chị. Có những vị khách lại ăn của chú anh chị thì có kiểu mà lu bu quá rồi bán kiểu mà ba người mà nhân viên mới cũng không gần, cho nên bên bê hay lộn á, thì mong rằng quý khách của chú anh chị đến ăn hãy thông cảm giùm nha. Tại vì chỉ có hai chồng liệu với anh Cường là người bắn chính thôi, rồi còn ba chị này thì chị phụ mới vô làm, cho nên là khi mà khách mà đến ăn hơi chậm trễ đó, họ đợi lâu á, cũng mong rằng thông cảm dùng cho liệu như quý anh chị. Ở trong quán hiện tại bây giờ là ở trong cũng còn một bàn thôi. Hơi gói tí dưới xíu của chú anh chị. Hôm nay chị Năm không có qua phụ à. Cái clip mà hôm nay em muốn chia sẻ đến cô chú anh chị là clip buổi sáng chủ nhật của quán phấn liệu của chú anh chị. Hiện tại cũng hơi vắng khách, clip em cũng khá là dài rồi, em sẽ chia sẻ. Tại vì khách giờ vô cũng đông anh chị, thì em bỏ máy ra em để phụ liệu tí xíu, em phụ cái gì được em phụ nha quý anh chị.
clip của em đến đây xin kết thúc nha. Cô chú anh chị xem là kênh em chưa đăng ký hay đăng ký và ủng hộ em nha. Nhớ like và bấm cái chuông bên tay phải để nhận những cái thông tin, những cái video mới nhất của em về Thánh Liều. Tạm biệt cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị clip tiếp theo. Bye bye cô chú anh chị.